qua ba lần tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành trung ương và địa phương bộ kế hoạch và đầu tư đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và chiều nay dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến để tiếp tục thảo luận thống nhất định hướng chỉ đạo hoàn thiện đề án chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung chinh chủ trì tại đầu cầu đà nẵng Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tập trung đánh giá thực trạng đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, từ đó đưa ra mục tiêu, quan điểm và các giải pháp chủ yếu đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các bộ, ngành địa phương. Theo đó, 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ được đặt ra hướng đến mục tiêu là đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý nhà nước theo hướng chính phủ số chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp từ tiền kiểm sang hậu kiểm phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng đề án đã đặt vấn đề phát triển kinh tế tư nhân một cách đúng mức, song cũng yêu cầu làm rõ phần nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, bổ sung làm rõ hơn về trách nhiệm của nhà nước về xây dựng môi trường, về thể chế, về đầu tư hạ tầng, khai thác phân bổ nguồn lực và phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện hơn nữa cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế, vân vân.